Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá ngày hôm nay 22 tháng 10 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Các bạn thân mến, trong phần đầu tiên này thì mời quý vị và các bạn đến với những bình luận của bình luận viên Long Vũ về khả năng dự vòng chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Tiếp đến, mời các bạn đến với những động thái của ông Shin Tae-yong trước thềm của vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Và thông tin cuối cùng xin chuyển đến các bạn nội dung những phát biểu của huấn luyện viên Popop, một trong những huấn luyện viên được khá nhiều người hâm mộ Việt Nam quan tâm, khi ông cho rằng là bóng đá Việt Nam của chúng ta cần thêm nhiều những đội như là câu lạc bộ Thanh Hóa của ông. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, để cập nhật thêm nhiều những thông tin trong ngày thì ngay trên màn hình của các bạn có thể nhấn vào biểu tượng kênh, sau đó thì nhấn vào phần video rồi kéo xuống. Ở cột mới nhất thì ở đó có nhiều những thông tin mà kênh đã cho đăng tải. Và nếu thấy hữu ích thì các bạn hãy để lại cho một like và cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin cập nhật nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Các bạn thân mến, trong thông tin đầu tiên này thì xin chia sẻ đến quý vị các bạn cụ thể là tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Lăng FC của Huỳnh Như đã bước vào lượt trận thứ 5 ở giải vô địch quốc gia của Bồ Đào Nha mùa giải 2023-2024 tiếp đón đội đầu bảng SC Braga, và tiền đạo Huỳnh Như của chúng ta ngày hôm qua đã ghi bàn đầu tiên cho mùa giải mới ở Lăng FC. Huỳnh Như tiếp tục được đá chính và thi đấu trọn vẹn ở trận đấu này. Dù là phải chạm trán đối thủ rất mạnh, song thì đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam và các đồng đội vẫn cho thấy sự kiên cường của mình. SC Braga hai lần vươn lên dẫn trước, cũng là hai lần Lăng FC đã gỡ hòa. Trong đó thì bàn gỡ hòa hai đều đến từ nỗ lực đi bóng và dứt điểm của tiền đạo người Việt Nam ở phút 84. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như cho câu lạc bộ Lăng FC ở mùa giải năm nay, chấm dứt chuỗi 4 trận tịt ngòi liên tiếp. Tổng cộng thì tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam đã có 8 bàn cho Lăng FC, 7 bàn ở mùa trước. Pha lập công này không chỉ mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho cá nhân Huỳnh Như mà các đồng đội và ban huấn luyện của Lăng FC cũng rất sung sướng khi chứng kiến chân sút của đội tuyển Việt Nam ghi bàn. Những hình ảnh sau trận cho thấy sự cuồng nhiệt của các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng Bồ Đào Nha khi mà Huỳnh Như ghi bàn với màn ăn mừng vô cùng cảm xúc. Trong khi đó thì trên fanpage cá nhân của mình, Huỳnh Như bày tỏ cảm nghĩ đặc biệt sau bàn thắng đầu tiên cho Lăng FC khi cô cho biết là bóng đá có thắng có thua nhưng cảm xúc này thì không gì có thể lấy lại được. Được biết là pha lập công của Huỳnh Như vẫn không thể giúp được Lăng FC có được điểm số đầu tiên ở trận đấu vừa qua. Bởi ở phút bù giờ thì đối thủ của Lăng FC là SC Braga đã ghi liền hai bàn thắng ở các phút 90+3 và 90+9 để ấn định thắng lợi 4-2. Như vậy cuối cùng thì trải qua 5 trận đấu, Lăng FC vẫn chưa có được điểm số nào với 5 trận toàn thua, ghi được hai bàn thuộc lưới 17 bàn, qua đó chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Nhưng ở góc độ cá nhân thì dù sao, bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới cũng hứa hẹn là sẽ được động lực tinh thần mạnh mẽ cho Huỳnh Như cũng như toàn đội Lăng FC thi đấu cố gắng hơn trong thời gian tới. Các bạn thân mến, tính từ thời điểm này cho đến khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta bước vào vòng loại World Cup 2026 với trận đầu tiên gặp Philippines ngày 16 tháng 11, huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng các cộng sự của mình có khoảng gần một tháng nữa để chuẩn bị. Đây là tính thời gian đến trận ra quân, còn thực tế thì thuyền trưởng người Pháp chỉ có 10 ngày hội quân sau khi vòng 3 của V-League năm nay kết thúc. Và với khối lượng công việc cũng như là chất lượng cầu thủ có nhiều vấn đề trong lối chơi thì rõ ràng huấn luyện viên Philippe Chuzier đang gặp rất nhiều khó khăn ở giải đấu quyết định đến chiếc ghế của ông. Như đã biết thì nằm trong bảng đấu của chúng ta là có Iraq và Indonesia là những đối thủ của tuyển Việt Nam cạnh tranh cho vé nhì bảng, bởi là Iraq về lý thuyết là khả năng cao sẽ đứng ngôi nhất bảng. Mới đây thì bình luận viên Long Vũ đã nói thật về khả năng lọt đến vòng chung kết World Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Cụ thể là trong chương trình nhà vô địch mới đây thì bình luận viên Long Vũ đã đưa ra những nhận định về khả năng lọt đến vòng chung kết World Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Anh cho biết, có một mục tiêu mà tôi hoàn toàn đồng ý với VFF là việc lọt đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2026. Ngoài ra thì tôi không nghĩ là tuyển Việt Nam có thể đi được đến World Cup. Nếu thể thức vòng loại diễn ra theo từng trận thì chúng ta có thể là có cơ hội để gây bất ngờ. Mỗi bảng thì hiện có 6 đội, đá 10 trận sau 2 lượt. Càng đá dài thì chúng ta càng không có cửa. Giống như ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, Argentina và Brazil là không bao giờ họ bị loại. Họ có thể sẩy chân ở một giai đoạn nào đó, nhưng để họ sẩy chân trong 2 năm là điều không có.
Các bạn thân mến, một thông tin vui đã đến với tuyển Việt Nam của chúng ta khi mới đây tiền vệ Phan Văn Đức đã trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cụ thể là trong chia sẻ mới đây, trang chủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cho đăng tải loạt ảnh các cầu thủ tập luyện để chuẩn bị cho trận giao quân của V-League 2023-2024. Đáng chú ý, trong gương mặt xuất hiện trên sân cỏ có cả Phan Văn Đức. Trang chủ của đội bóng ngày Công an viết dưới tấm ảnh của Văn Đức: "Đức cọt vẫn còn bén đấy chị ạ." Và theo những thông tin từ đội ngũ y tế của câu lạc bộ Công an Hà Nội thì cầu thủ quê Nghệ An vẫn chưa thể thi đấu vào thời điểm này. Nếu đúng lộ trình thì anh sẽ tái xuất vào đầu tháng 12. Đây chắc chắn là một tin vui với nhà đương kim vô địch cũng như tuyển Việt Nam của chúng ta. Vừa qua thì như đã biết là trong 6 trận giao hữu dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuozier thì chúng ta chỉ có thể ghi vỏn vẹn 4 bàn, thậm chí là 3 trận đấu với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, tuyển Việt Nam không còn ghi được bàn nào. Sự trở lại của Văn Đức trong thời gian tới có thể sẽ giúp cho huấn luyện viên Philippe Chuozier có thêm các phương án tấn công. Quay trở lại với đội tuyển Việt Nam của chúng ta, về những khó khăn tới đây ở vòng loại World Cup thì nếu như mà Indonesia tiếp tục tiến bộ như hiện tại, còn tuyển Việt Nam thì cứ mãi nhạt nhòa như loạt trận vừa qua, thực sự là hết sức đáng lo cho thầy trò ông Philippe Chuozier. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Indonesia thì ông Shin Tae-yong đã bất ngờ đánh giá rất cao tuyển Việt Nam cũng như là hai cái tên của lại nằm cùng bảng F là Iraq và Philippines. Theo đó thì chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng là tuyển Việt Nam và Iraq cùng Philippines đều mạnh hơn so với đội bóng của ông. Trước đó thì thầy trò ông Shin Tae-yong cũng đã vượt qua vòng loại thứ nhất World Cup 2026 bằng những thắng lợi với tổng tỷ số là 12-0 trước Brunei. Cụ thể, ông Shin cho biết, quả thực là tất cả các đối thủ ở bảng F của chúng tôi là Việt Nam, Iraq và Philippines đều mạnh hơn Indonesia. Do đó mà toàn đội cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch vòng loại tiếp theo. Như đã biết thì tại bảng xếp hạng FIFA, Indonesia đứng hạng 147 trong khi Việt Nam đứng hạng 95, còn Iraq xếp hạng 69 và Philippines hạng 135. Nhìn chung thì đối thủ trực tiếp của Indonesia vẫn là Việt Nam. Tuy nhiên thì động thái mới nhất của ông Shin Tae-yong đã cho thấy là chiến lược gia này đang muốn dương đông kích tây nhằm ém quân cho vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Vâng, thì quả thật là Indonesia hiện là đã bắt đầu hái quả ngọt với huấn luyện viên Shin Tae-yong, dần dần khẳng định được vị thế tại Đông Nam Á. Sau thời gian dài sa sút ngay cả trong khu vực Đông Nam Á thì bóng đá Indonesia đã bắt tay đầu tư cho thế hệ cầu thủ trẻ tài năng để hướng đến thành công ở các giải đấu trong tương lai. Và bước đầu tiên của họ là bổ nhiệm ông Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và cả U20 vào năm 2020. Sự có mặt của nhà cầm quân Hàn Quốc từng dự World Cup này đã phần nào thay đổi bộ mặt của bóng đá Indonesia khi ông đã mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ tại các giải lớn như là vòng loại World Cup 2022, vòng loại Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022. Chính nhờ dàn cầu thủ trẻ được ông Shin Tae-yong cho ra mắt ở đội tuyển quốc gia, bóng đá nước này đã giành được tấm huy chương vàng quý giá tại SEA Games 32 sau thắng lợi ấn tượng 5-2 ở trận chung kết với Thái Lan. Dù ông Shin Tae-yong không trực tiếp dẫn dắt bóng đá Indonesia ở SEA Games, nhưng ông cũng đã góp công không nhỏ vào thành tích này của bóng đá ở Indonesia. Tại Asian Cup vào tháng 1 năm 2024 thì như đã biết là Indonesia chung bảng với Việt Nam, Iraq, Nhật Bản. Và dưới sự trỗi dậy của bóng đá Indonesia hiện tại, dưới sự chỉ đạo của ông Shin Tae-yong, tuyển Việt Nam của ông Chuozier thực sự là sẽ phải hết sức dè chừng nếu muốn có kết quả tốt ở bảng đấu được coi là khó. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Veliza Popov của Thanh Hóa hy vọng là bóng đá Việt Nam sẽ có thêm những đội bóng sở hữu lối chơi cũng như là phong cách như đội bóng Thanh Hóa của ông hiện tại, ông đang dẫn dắt. Ngày hôm qua thì Thanh Hóa đã hòa 2 đều trước Hà Tĩnh trong trận đấu mà cả hai đội đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và kịch tính trong hiệp 1. Ở hiệp 2 thì Thanh Hóa có thêm 3 tình huống ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phát biểu sau trận thì ông Veliza Popov của Thanh Hóa cho biết: "Đội đã chơi tốt, cố gắng cống hiến trận đấu hay. Chúng tôi đã mắc những sai lầm. Trong đó thì có một tình huống mà tôi phải kiểm tra lại băng hình để rõ ràng hơn. Một điểm có được là không tệ nhưng toàn đội cần làm tốt hơn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng." Các cầu thủ không hài lòng về kết quả nhưng tôi sẽ động viên họ để tiếp tục thi đấu. Chúng tôi còn những người hâm mộ luôn sát cánh ở bên mình. Dù không có nhiều tuyển thủ hay là ngôi sao nhưng chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Đội vẫn sẽ kiên nhẫn xây dựng lối đá tấn công đặc trưng từ mùa giải trước. Tôi hiểu đây là phong cách khác biệt tại V-League. Các cầu thủ thường là có thói quen phất bóng dài.
Kết quả ngày hôm nay có thể là chưa tốt, nhưng tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cần thêm những đội có lối chơi, có phong cách như là Thanh Hóa. Trong khi đó, về phần mình thì ông Nguyễn Thành Công, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Tĩnh cho biết, lối chơi của Thanh Hóa nằm trong tính toán của chúng tôi. Đây còn là trận đấu sân nhà, mở màn của mùa giải mới, nên tinh thần của họ là lên cao. Tôi đã dự tính là họ sẽ dùng khoảng 8 cầu thủ khi tấn công. Chính bởi thế mà nếu chúng tôi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh, Thành Công thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ là cả hai đội đã chơi một trận đấu hay. Thực sự là Hà Tĩnh đã không quá tính toán về mặt điểm số, thay vào đó là tập trung giữ lối chơi của mình. Trên sân của Thanh Hóa chưa bao giờ là dễ với mọi đội bóng. Tôi rất hài lòng khi nhìn thấy các học trò của mình đã thi đấu đầy nỗ lực, tinh thần cao nhất. Tất nhiên thì cũng còn một vài điểm các cầu thủ cần phải cải thiện như là sự điềm tĩnh hay là sự tự tin hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.